Hello, xin chào mọi người nha. Mình đang trên đường đến đèo Mã Pì Lèng và trên mình đang dừng chân tại chỗ này nó ghi là Bảo tàng con đường hạnh phúc. Và phía sau mình là có một cái tượng đài. Đó. Tượng đài nha, mình sẽ cho các bạn xem chi tiết cái tượng đài và cái cung đường mình vừa đi qua nha. Mình sẽ giới thiệu cung đường trước bởi vì mình đang đứng ở phía dưới. Đó, các bạn thấy đường phía dưới rất là ngoằn ngoèo luôn. Mình vừa đứng ở cái mỏm đá phía này để chụp ảnh cho gần cái đống gỗ đấy các bạn. Rất là ngoằn ngoèo nha, phía xa thì có một cái đập thủy điện nhưng mình không nhớ tên. Và đây các bạn có thể nhìn thấy này, không biết có nhìn rõ không? Những cái hoa trắng trắng này này, là hoa tam giác mạch nhá. Mọc rất nhiều ở cái triền đá này. Bây giờ mình sẽ lên trên tượng đài. Theo như mình đọc thì cái con đường này là con đường làm rất là lâu, rất mất thời gian, rất là gian khổ. Và nó cũng có nhiều cái gì đó người ta nói mình hiểu như này, nó có nhiều sự hy sinh ấy. Tượng đài đặt trước một cái ngọn núi, nói chung là mình đứng ở phía dưới lên ấy thì nó gần như kiểu cái ngọn núi đứng phía sau á, cái tượng đài tựa lưng vào ấy. Thanh Liên xung phong 9 tỉnh à 6 tỉnh khu Việt Bắc và Nam Định, Hà Dương, Quế Thông, Hà Thành, lại mở đường Hà Giang, Đồng Văn. Mình leo đoạn đây là mình đang thở quá. Mình sẽ đi lên trên đập này. Hai cô bé, mình sẽ vào trong này, đi bên phải trước nhé, có rất nhiều cái cối đá này, chuông vại, lại dụng cụ âm nhạc gì đây, rìu này, những cái thùng đựng như ngày trước mình dùng để đựng đạn dược, vũ khí ấy, súng này vẫn dùng bằng cán gỗ. Đèn dầu ở đây chắc chắn là cái đèn dầu luôn, giống như đèn măng sông ấy. Chum vại, bên cạnh có chum vại này. Đây là bản đồ này, quán bạ Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn. Đây là con đường hạnh phúc kéo dài từ quán bạ này. Nơi câu chuyện máu và hoa bắt đầu. Bên lên xung phong đào đường. Tiếng Anh này, đúng từ ngày xưa là dùng sức người đào cơ mà. Không biết từ năm bao nhiêu nhỉ? Năm 59 đã làm rồi anh này. Thì con đường hạnh phúc đoạn từ Hà Giang đến Quản Bạ là năm 1959 đã làm rồi. Hà Giang, Đồng Văn. Đây xe chở đúng không? Nhưng mà xe này hơi nhỏ, là mô hình hay xe chở như này thật? Nó phải là chở nhỏ hơn, chở. Búa đục này anh Quân này. Đấy, búa và đục để đục đá đấy. Đây là cái bếp, bếp để đun nước. Cả cái mình gọi đây là cái hũ à, bát chén này, các cái muôi thìa này, cái gùi này, kéo dây à. Đây là cái giống như cái nồi đồng á, phích nước. Đây, cái này gùi nước này Quân này. Rìu. Xe đạp cổ, bình tông. Xe đạp nhé các bạn. Cả nồi, cái gì nhỉ? Cặp lồng. Đây, cặp lồng đúng không? Cặp lồng ngày xưa, nhà mình ngày trước có cái rồi mất tích rồi. Cái kia là cái trâu sao nhỉ? Đâu? Trên kia. Đâu, cái này là cái cày. Nếu như dưới cái... nhà nó giống cái cày sao? Cày là cái... Đúng cái cày mà. Là yên gì? Yên ngựa hay là yên... Trên này yên các loại trồng với nhau đúng không? Chắc là yên hay sao? Kiểu như thồ á, cho nên các con vật để thồ ấy. Trâu nghe, con trâu. À, hay con nai? Nai. Ờ, như nai sao? Nên là cho nên lưng những con này dắt này, thồ này. Mình sang bên quán cà phê. À, đó cà phê khoai nướng rồi.
Các bạn ơi, mình đang dừng chân tại Panorama Mã Pì Lèng. Đây, đằng sau mình nhé. Rất là đông người đang đứng chụp ảnh này. Nếu mà vào trong quán cà phê kia thì hình như thấy mọi người bảo là tiền vào chụp ảnh là 20k, còn uống bao nhiêu thì mình trả bấy nhiêu, uống thì mình trả bấy nhiêu. Đây, phía dưới là dòng sông Nho Quế các bạn nha. Nói chung là nếu mà để mạo hiểm thì các bạn có thể chơi cái, nói chung là đi thuyền dưới dòng sông Nho Quế này, đi xuôi xuống hoặc ngược lên cũng được. Nhưng mà mình thì mình sợ. Phía kia nghe có vẻ đang có cái đập chặn. Đập chặn ở phía dưới không có nước thì phải, hoặc là họ đang chặn để thi công rồi. Mình đi vào quán cà phê xem. Ngoài cổng treo luôn cả những bắp ngô này. Đấy, hai bên hàng treo rất nhiều luôn nhá. Đấy, treo ngô để trang trí. Đây là phiếu vào thôi đúng không? Vâng. Nâu đã. Đi vào đồ gọi sau. Nếu mà gọi đồ mua 50.000 một phiếu kèm đồ nó sẽ rẻ hơn. À thế ạ. Thế thì lấy đồ uống luôn đi. 70.000 một chiếc đi, đưa cho em thêm 30.000. Một đồ uống, một con đồ uống đúng không? Thế là phiếu đổi đồ uống là 50.000 à? Là cả phải vào đồ uống nào. Có những cái đồ gì nhỉ? Ngoài cà phê là có cái gì? Thế là nếu mà cả đồ uống là 50.000 đúng không? Mình đã nhận 2 phiếu nhá, 100k. Cho chị một nâu đá và một sữa chua cacao. Một nâu đá và một sữa chua cacao. Anh uống nâu đá hay là bạc xỉu? Nâu đá. Nắng nha, có nhân viên ra dọn nào. Trên panorama này thì mình có thể nhìn rõ luôn. Cái đập kia, đập đang bị chặn nước này, phía dưới đang sửa sang hoặc đang làm gì đó mình không biết nữa. Đây là bến, bến thuyền nhỉ. Các bạn ơi, đây là hai cốc đồ uống mà mình nhận phiếu đổi vào là 50k một phiếu, vừa vào uống cà phê này. Đây, cà phê nâu đá cộng xã nha. Còn mình là sữa chua cacao, 50k, cốc mili luôn. Ok, đây thưởng thức.